Cúc họa mi thân nhỏ bé, tán lá mỏng manh nhưng lại là loài hoa mọc hoang dã có sống bền bỉ và mạnh mẽ. Hãy cùng Cherry Nguyễn khám phá một vài thông tin thú vị về loài hoa này cả nhà nhé. Cúc họa mi nở rộ đẹp nhất vào cuối thu đầu mùa đông. Vì vậy, loài hoa này tượng trưng cho sự tái sinh, khởi đầu mới đầy tươi đẹp. Cúc họa mi trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, trong trắng. Cúc họa mi vàng thể hiện sự kính mến, vui sướng và hân hoan. Cúc họa mi đỏ thể hiện một tình bạn chân thành, gắn kết. Cúc họa mi tím tượng trưng cho sự quyến luyến, thương mến khi phải chia tay. Cúc họa mi chỉ tươi tắn khi có ánh mặt trời, khi màn đêm buông xuống là lúc cánh hoa cụp lại trông rất buồn bã, cô đơn. Cúc họa mi có nét đẹp mỏng manh, yếu đuối nhưng luôn tràn trề sức sống là biểu tượng tình yêu chân thành, giản dị, không vẩn đục, mong mọi người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi. Ý nghĩa hoa cúc họa mi không chỉ nằm ở sự chung thủy trong tình yêu mà chúng còn là loài hoa tượng trưng cho sự an lành. Theo quan niệm của dân gian, cúc họa mi là loài hoa của sự cao quý, là biểu tượng của sức sống mạnh mẽ và sự thịnh vượng, đem lại cuộc sống hạnh phúc mà con người luôn mong ước. Hy vọng những hình ảnh và thông tin về loài hoa cúc họa mi xinh đẹp sẽ giúp cả nhà có những phút thư giãn thoải mái. Xin cảm ơn.